Xin chào các bạn. Đứng trước cái tình cảnh chồng ngoại tình hoặc là người vợ phát hiện ra chồng ngoại tình thì có những người đàn ông đã chọn những cái cách hành xử rất là giống nhau để quay về với vợ hoặc là để thanh minh với vợ. Để mà lấy lại cái vị thế của mình trong gia đình cũng như là lấy lại cái tình cảm của người vợ đã đánh mất lòng tin khi mà anh ta ngoại tình. Thì người đàn ông thường hay có những cái biểu hiện chung như thế này để muốn quay về, để mà muốn chuộc lỗi hoặc là nói chung là để chối tội cũng như là muốn làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn sau khi mà lỡ sai. Vậy thì những cái hành động đó là gì? Những cái lời nói đó là gì? Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ cho bạn những cái điều như vậy đây. Có những người đàn ông sẽ chọn cái cách đầu tiên, tức là họ thừa nhận đó chính là một sai lầm. Đây là kiểu người đàn ông rất là rõ ràng, rất là trung thực và rất là thẳng thắn. Anh ta thừa nhận là mình đã sai khi mà vừa có vợ lại có mối quan hệ bên ngoài. Đáng lẽ anh ta phải rõ ràng hơn trong cái việc là quyết định chọn ai rồi mới tìm đến cái vấn đề là nên đồng hành cùng với ai, chứ không nên song song như vậy. Đó là sai lầm. Và những cái sai lầm đó, đương nhiên người đàn ông thẳng thắn người ta cũng nêu rõ những cái quan điểm là tại vì sao họ sai lầm như vậy, vợ đã tác động vào cái điều sai lầm của họ ra sao, và họ cần thời gian để chỉnh sửa những sai lầm của mình như thế nào. Đây là một cuộc nói chuyện không mấy gì vui vẻ cho những bà vợ, nhưng mà qua chuyện này thì người vợ cũng nhận định ra rằng trong cái sai lầm của chồng cũng có những cái điểm sai của người vợ tác động và thúc đẩy chồng mình đến với người thứ ba. Và cái điều thứ hai người đàn ông thường hay làm đó chính là sau tất cả người đàn ông vẫn khẳng định là cần gia đình. Sau khi người đàn ông cân não, cân đo đong đếm, người đàn ông kiểm chứng lại tình cảm và vẫn thấy rằng mình không đủ cái sức mạnh để rời bỏ một gia đình. Thực tế là có những người đàn ông chán vợ hoặc là có những người đàn ông hư hỏng. Có những người đàn ông có cái máu lăng nhăng thì cái việc mà họ tự nhiên bỏ vợ rồi có một người khác thì nó rất là khó xảy ra. Thường thường là chúng ta thường thấy cái cảnh mà có nhân tình rồi mới bỏ vợ, rồi mới ly hôn là cái phần lớn. Chứ cũng chẳng ai hiếm người đủ dũng khí để bỏ vợ sau đó rồi mới xây dựng một cuộc sống riêng tư, mà đa phần là có cái phao mới rồi mới bỏ cái phao cũ rồi mới bắt đầu tiếp tục cái cuộc hành trình bằng cái phao mới. Thế nên là có những người đàn ông khi mà họ suy tính, họ thấy rằng họ vẫn cần gia đình hơn. Đương nhiên là cái việc mà họ nói rằng họ cần gia đình cũng là một phần họ đã bị trả giá sau những cái sự đánh đổi rất là nhiều. Lúc đó là cái lúc mà họ quay trở lại với gia đình và họ khẳng định là họ sẽ sửa chữa những cái điều có lỗi trong quá khứ và sống tốt hơn. Đương nhiên trong cái giai đoạn này thì người vợ cũng nên đồng hành cùng với chồng để giúp chồng vượt qua được những cái chướng ngại về tâm lý trong cái giai đoạn yếu đuối và rất là dễ sai lầm một lần nữa như thế này. Và cái điều thứ ba mà người đàn ông thường hay làm đó chính là khẳng định trong cái mối quan hệ với người thứ ba chưa có cái gì gọi là quá trầm trọng, chưa có để xảy ra một cái tình huống gì gọi là quá nguy hiểm, chưa có cái gì hết, tức là chỉ mới đầu, chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ là một chút say nắng. Và người đàn ông rất là ngại đối diện với vợ khi mà vợ cứ nhăm nhăm vào những sai lầm này của chồng. Và cái điều thứ tư là người đàn ông sẽ có cái xu hướng đổ lỗi cho người thứ ba, nói người thứ ba là gái, là đĩ, là mồi chài, anh ta vì tiền, hoặc là đến với anh ta vì tình, hoặc là người thứ ba gài bẫy anh ta trong cái cơn say, hoặc là cố tình lừa anh ta chẳng hạn, hoặc là người thứ ba nói là cái kiểu người khác tình, không có chồng, tình dục cao, người thứ ba đó dụ dỗ anh ta để mà có được anh ta khi mà anh ta đang khó khăn. Người thứ ba đó đã giang tay giúp đỡ nên anh ta mắc nợ tình cảm. Tức là đổ lỗi cho người thứ ba, tấn công người đàn ông, tấn công anh ta, làm cho anh ta khó lòng mà cưỡng lại được những cái sự cám dỗ trong lúc mà anh ta cũng đang yếu đuối. Và có những người thứ ba đã sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng cầm nhà đất đưa cho người đàn ông này mà không hề có một cái sự toan tính gì hết, làm cho người đàn ông
cũng cảm thấy là nặng tình, nặng nghĩa với cái người phụ nữ đó. Thế nên là anh ta tự trói cột cuộc đời của anh ta vào cái người phụ nữ như thế. Cái điểm thứ năm đó chính là người chồng, người đàn ông khẳng định là không mất cái gì của vợ hết, tức là không hề cho người thứ ba tiền. Người thứ ba không được gì hết, người thứ ba không phải là cái người moi móc tiền bạc hoặc đào gì ở đây hết. Anh ta chưa từng cho người thứ ba một đồng xu các bạc nào hết. Và thậm chí còn được lợi từ người thứ ba nữa kìa. Và một cái điều quan trọng nhất đó chính là anh ta không có để lại con cái gì với người thứ ba hết. Anh ta không hề tạo ra một đứa con, không hề tạo ra cái sự trách nhiệm dây dưa về sau với người thứ ba. Đây là cái điểm mà anh ta nói để mà cho vợ an lòng. Và cái điểm thứ 6, anh ta vẫn cho rằng việc anh ta đến với người thứ ba là cái việc vui chơi, chỉ là một cuộc vui, chỉ là một cuộc chơi, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Bây giờ anh ta quay trở về với gia đình, người thứ ba thì cũng sẽ có cuộc sống khác. Còn anh ta quay trở về với vợ con thì người thứ ba cũng không kiện cáo, không có bắt đền, không có bắt anh ta phải nuôi con, không có bắt anh ta phải có trách nhiệm với người thứ ba đó. Thì đây là cái điểm mà tôi thấy rằng rất là nhiều người đàn ông sẽ nói với vợ và nhấn mạnh với vợ rằng tất cả mọi cái điều này nó không có đi quá ngoài cái sự kiểm soát của anh ta. Tức là anh ta vẫn biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Và cái điều thứ 7 là người đàn ông cũng thường hay dùng, hay nói trong cái việc mà để trấn an vợ, đó chính là mọi chuyện nó đã kết thúc. Có thể là anh ta sẽ xin lỗi, có người đàn ông còn thề độc, có người đàn ông mang cả dòng tông họ tộc của mình ra thề, thề trước sinh mạng, thề tùm lum các kiểu dạng. Những người đàn ông cái kiểu này nó không mang cái tính là không có nam nhi lắm, nhưng mà cái hành động đó lại làm cho những bà vợ có cảm giác được an toàn. Mọi việc nó đã kết thúc, bởi vì anh ta chứng minh là anh ta không gọi điện thoại này, anh ta không liên lạc này, thì người vợ nên yên tâm. Đây là những cái phần mà người đàn ông thường hay có những cái cách hành xử, thường hay nói như vậy hoặc là hay thể hiện như vậy để lấy lại lòng tin đã mất từ vợ, để xây dựng lại những cái tình cảm mà trước đây người đàn ông đã lơ là, không quan tâm đến vợ. Đồng thời người đàn ông sẽ bù đắp cho người vợ những cái vấn đề như là nấu ăn, giặt đồ, phụ vợ một thời gian. Nói chung là ve vuốt cái cảm giác tội lỗi của bản thân, đồng thời cưng chiều vợ một chút xíu, mua cho vợ những vật dụng để cho vợ bớt căng thẳng với mình. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy quê, bởi vì bị vợ bắt được cái tẩy, bị vợ vạch áo xăm lưng, quê bởi vì từ trước đến giờ mình vẫn là người tốt, bây giờ trong mắt vợ mình lại không được tốt như ngày xưa. Thì chính vì cái điều như vậy mà anh ta sẽ cố gắng xoa dịu những cái sự tổn thương của vợ bằng những cái chuyến đi chơi, bằng những cái bánh sinh nhật, bằng những bông hoa, hoặc là dành thời gian nhiều hơn, quan tâm đến vợ nhiều hơn, hoặc mua sắm cho vợ những thứ mà vợ thích, quần áo đẹp, bông tai, hoặc là những cái gì vợ cần. Đây là một trong những cái cách mà người đàn ông xây dựng lại tình cảm với vợ khi mà có những cái biến cố, có những sóng gió trong hôn nhân xảy ra. Và đặc biệt khi người đàn ông ngoại tình á, thì họ cũng sẽ biết cách làm sao để vỗ về người vợ khi mà họ đã gây ra sự tổn thương cho người vợ. Và hôm nay tôi chia sẻ cùng với bạn những cái cách mà người đàn ông thường hay làm để vỗ về, để xây đắp lại tình cảm với vợ sau khi mà người đàn ông đã thực sự cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng và chín chắn về cái việc là buông tay người thứ ba để mà quay trở về với gia đình. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Các bạn có lẽ là sẽ không thấy vui khi mà người đàn ông từ bỏ các bạn. Nhưng người đàn ông có những khi chọn cái cách rời xa các bạn, từ bỏ các bạn lại là cái người đàn ông đàng hoàng, tử tế và nhân đạo với bạn đó. Trong cái lúc mà bạn khổ đau vì không có được tình yêu thì cái việc mà họ rời bỏ bạn là cái điều gì đó bạn rất là cay, bạn rất là đắng và bạn rất là hận. Nhưng bạn biết không, trên đời này có một cái dạng đàn ông khác nữa mang tên là người đàn ông không hối hận
khi ngoại tình, hoặc là người đàn ông không hối hận bất cứ việc gì, thì cái kiểu, cái dạng, cái loại hình đàn ông đó rất nguy hiểm cho người vợ và cả người thứ ba nữa, mà nhiều người phụ nữ không nhận ra. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề đó như sau. Khi một người đàn ông yêu một người thứ ba và họ cứ giữ chân người thứ ba ở mãi bên cạnh họ, không cho người thứ ba đó thoát khỏi họ và cũng chẳng muốn bỏ vợ. Vì sao? Vì sự tham lam của bản thân, vì sự ích kỷ của chính mình và chính bởi vì cái sự hèn kém của anh ta nữa kìa. Chứ không phải là anh ta giỏi giang gì đâu. Người đàn ông mà quyết đoán trong tình cảm của bản thân thì cái người đàn ông đó mới làm nên đại cuộc. Cái người mà nhùng nhằng cho phép mình hư hỏng, cho phép mình sai là cái người đàn ông không có trí tuệ, phá đi phước đức của mình, gặp những cái rủi ro trong công chuyện làm ăn hoặc là những cái chuyện gái gú con rơi con rớt đầy ra. Nhưng mà người đàn ông đó không bao giờ hối hận, bởi vì những cái gì anh ta làm, anh ta luôn cho là đúng và anh ta chưa bao giờ nghĩ anh ta sai ở đâu hết. Anh ta lập luận với vợ anh ta rằng gái, phụ nữ là những thứ chơi ngoài đường. Vợ trên giấy tờ là quan trọng. Cái điều này đem lại niềm vui cho người vợ. Nhưng người vợ cũng thấp tha thấp thỏm, không tin và lo lắng về cái sự ăn chơi bạt mạng của chồng. Người thứ ba mà gặp cái kiểu đàn ông này rất là tội. Vì sao? Vì kiểu người đàn ông này sẽ không bao giờ vì một người thứ ba. Không cho tiền, không cung phụng, chỉ là yêu và thích những cái em mà tình cho không biết không. Nói thì rất là tội cho các người phụ nữ mà lỡ dại tình yêu một người đàn ông như thế. Có thể anh ta là người rất giàu, thậm chí có những người thứ ba có con với anh ta luôn, mà đi xin tiền trợ cấp nuôi con á, anh ta chửi, anh ta nói nặng, nói nhẹ, anh ta phỉ vào mặt, rồi anh ta mới chuyển khoản cho vài triệu để sống. Bạn thấy không? Có rất là nhiều người thứ ba có con với người ta, nhưng mà cuối cùng sao? Một con thì nuôi một con thì nuôi hai con. Ngu dại, người thứ ba chịu. Nếu mà chúng ta có những đứa con gái như thế, chúng ta có thương không? Chúng ta xót lắm. Chúng ta tiếc cho một cái bông hoa mà lỡ yêu ngu si, yêu mê dại đến mức như thế mà làm khổ chính cuộc đời của nó và những đứa con nó cũng tội nữa. Nó không có một gia đình hoàn thiện giống như bao đứa trẻ khác. Đó chính là cái nhận thức của chúng ta khi mà nghĩ về một cái cuộc tình nào đó với quá nhiều cái ảo vọng và cái lời nói dối của người đàn ông mà lại làm cho người đàn bà tin và hy vọng mới là cái vấn đề của cái sự việc nó diễn đến cái hệ lụy như ngày hôm nay. Cái người đàn ông không hối hận đó, là cái người đàn ông không bao giờ cho rằng cái việc họ ngoại tình là sai. Họ cho rằng đó là thú vui, mà người thứ ba là những cái người đem đến cuộc vui cho họ. Họ trả tiền cho cái niềm vui đó. Họ mua bán cái niềm vui đó. Họ thỏa thuận và người ta chấp nhận. Chứ họ không cưỡng ép, họ không lường gạt. Những cái lý do đó họ nói cho vợ. Vợ nghe cũng hợp lý chứ bộ. Đúng không? Bạn là vợ, bạn nghe rất là hợp lý. Chồng bạn đi chơi, ăn bánh trả tiền. Có gì đâu nói. Không có đánh mất gia đình. Vẫn mang tiền về nuôi vợ con. Vẫn công nhận vợ con. Không có đi đêm, không có phá nhà. Đó. Tôi có đi ra ngoài chơi gái, tôi có ra ngoài phá phách, nhưng mà tôi giữ được gia đình. Tôi là người đàn ông bản lĩnh. Có nhiều ông còn dương dương tự đắc như vậy. Ôi bồ yêu tôi đầy, nhiều con nhìn thấy tôi mê lắm, rớt nước miếng ra luôn. Đó, có nhiều ông nói như vậy đó. Khoe, dương dương tự đắc về cái khả năng và bản lĩnh là một tay có vợ, một tay có bồ, nhưng mà cả hai bà không đánh nhau. Không ai khổ, ai cũng sướng. Đó, có nhiều người đàn ông còn nói như thế nữa. Bạn nghe có hợp lý không? Không hợp lý với người vợ nhưng hợp lý với người chồng. Bởi vì chính người đàn ông đã nghĩ ra như vậy mà. Họ cho rằng họ có tiền, họ có quyền, họ làm ăn được, họ có sức khỏe, họ cứ chơi. Rồi hả, họ sống không có tệ với vợ. Vợ thì vẫn được chồng quan hệ tình dục này. Có mất đi đâu đâu. Có bỏ vợ không? Không bỏ vợ. Có làm xấu mặt vợ không? Không. Đó, có đánh vợ không? Không. Có chửi vợ không? Không. Có keo kiệt với vợ không? Không. Cái gì cũng tốt với vợ hết. Chỉ có cái chuyện người ta đi ăn bánh ở ngoài đường, người ta trả tiền rồi còn hỏi làm gì. Đó. Có nhiều ông còn phân bua với vợ rằng người ta đi vệ sinh, người ta phải trả tiền cái nhà vệ sinh đó chứ. Nói đến mức như vậy là bà vợ bí đường, bà vợ im. Và bà vợ cảm thấy là mình không cản được chồng,
chồng nó biết nghĩ như vậy mình còn may. Mà thực tế là rất nhiều người nghĩ rằng mình đang được may mắn vì chồng mình chơi gái mà không có phá nát gia đình. Và người đàn ông đó chỉ cần cam kết là một người đàn ông tốt với vợ con, người đàn ông không có bỏ gia đình, là người vợ đó đã mừng lắm rồi. Chính vì cái thái độ người đàn ông cho mình cái quyền làm sai, làm hư, làm xấu, chẳng nghĩ đến nhân quả, chẳng nghĩ đến cái vấn đề gì mà phước đức hết á. Cái lúc mà người ta còn dương dương tự đắc là cái lúc mà người ta còn đang oanh oanh liệt liệt. Người ta chưa gặp những cái vấn đề, ví dụ như là tổn hại về sức khỏe, chưa bệnh tật, chưa sa cơ thất thế, chưa có những cái giai đoạn mà lắng đọng, nằm im trên giường bị bệnh, bị liệt để mà suy nghĩ về những cái điều họ đã từng trải qua, thì họ đang sống trong cái bản ngã. Con ma, con quỷ, tà dâm nó nhập vào họ. Họ sống một cách bất chấp. Họ không sợ, chẳng sợ trời, chẳng sợ Phật, chẳng sợ Chúa, chẳng sợ Thánh. Chỉ sống trong cái sự dương dương tự đắc của mình. Rồi sưu tầm các củ ba kích, các loại sâm, nhung hươu, mật gấu, gan hùm uống cho nó cường dương tráng kiện. Veraga mua về uống tập bổ để làm gì? Kéo dài cái thời gian sung mãn của đàn ông, đi phục vụ cho các em, suốt ngày cứ ngồi soi gương nhòm của quý của mình xem có dài hơn, to hơn hay không, hay là gắn bi, hay là làm cái gì vào đó để cho người phụ nữ phê phê tê tê mê mê đó. Khi mà cái máu dâm dục tà dâm nó nhập vào người thì hả, già trẻ lớn bé không tha, những người mà thuộc về bên nhà vợ, đứa cháu cũng liếm la liếm lét nhìn người ta mà giống hệt như là cái con mắt nó muốn đập vào mông của kẻ khác, tệ hại đến mức như thế. Cái ánh mắt dục vọng, cái ánh mắt mà đê hèn nó muốn lòi ra khỏi con mắt. Bản thân người đàn ông nó không thấy đâu, nhưng mà những người mà nhìn thấy cái kiểu người mà dâm dục, cái kiểu người mà đam mê về sắc dục, nó hiện rõ lên qua cái bản tính, từ cái ánh mắt, từ cái bộ mặt, rồi từ cái nuốt nước miếng ở ngực, nhìn thấy mà thấy gớm luôn, thấy sợ luôn á. Giống hệt như con người của họ bị vận hành bởi vì một con quỷ nào đó trong người, chứ mất dần đi cái sự uy phong, mất dần đi cái vẻ đạo mạo của một người đàn ông trước giờ vẫn là cái người tử tế, mà đến một giai đoạn tự nhiên không còn bình thường. Và toàn nói về những cái chuyện dâm dục, chim cò, gái, đủ thứ các loại lờ, kinh thật là kinh. Rồi sưu tầm những cái hình ảnh đồi trụy để xem, rồi những cái trang web đen vào xem mà không kiềm chế được bản thân, riết thì trở thành một cái đối tượng gọi nghiện tình dục đó. Mà vợ thì vẫn đáp ứng, mà cái máu dâm rồi cái khả năng mà muốn thống trị, muốn sưu tập cái bộ sưu tập gái gú, nó nằm ở trong đầu, trong não, đi đâu cũng nghĩ và tưởng tượng ra cái chuyện mà mình quan hệ tình dục với đàn bà. Già trẻ lớn bé thì không quan trọng, mà nhìn thấy đàn bà là bắt đầu nổi hứng và có cái máu đó rồi đó. Cái sự tà dâm, cái điều người đàn ông đó bị quẩn trong đầu như vậy đó, nó làm cho người đàn ông đó luôn nghĩ, luôn muốn thỏa mãn bản thân mà không biết rằng mình đang đưa mình vào những cái nghiệp rất là bất thiện, không lành, những cái nghiệp ác, nghiệp xấu, nghiệp dữ. Giờ chưa có nhận ra đâu. Khi nào á tròn chân mỏi gối á, ác nghiệp nó vây quanh á, nó siết chặt con người á, thì lúc đó mới sợ. Còn giờ chưa sợ đâu, vẫn còn dương dương tự đắc lắm. Và những cái kiểu người đàn ông như thế này á, họ chỉ muốn thỏa mãn về tình dục, và những người thứ ba gặp họ thì coi như là ác mộng cuộc đời luôn, khổ vô cùng. Thế nên là cái sự hối hận của con người ta nó đánh dấu một cái mức độ sám hối của người đàn ông. Vậy mà hóa hay, hóa tốt, người mà thấy mình có lỗi mới là cái người đạo đức, người mà thấy mình chẳng bao giờ sai là cái người tà kiến, không có nhận ra bản thân họ sai ở đâu đâu. Với những cái kiểu người nghiệp chướng lớn như vậy, mà bản thân bạn là người phụ nữ làm vợ, mà bạn không có đức tin, bạn không có biết cái cách tu chuyển nghiệp, hoặc là tu hồi hướng, sám hối thay chồng, để mà mong rằng chồng có cái ngày mà chuyển đổi cái tâm tính xấu ác thành một cái tâm tính thiện lương, thì bạn là người vợ cũng thiếu đi cái phần gọi là cái công đức trong cái việc mà giúp chồng chuyển hóa những cái nghiệp xấu, nghiệp dữ nữa bạn nhé. Đây là những cái video mà tôi nghĩ rằng rất là có giá trị với những người phụ nữ mà hiểu về đạo, hiểu về đời và nhìn cuộc đời một cách rộng. Mình yêu thương chồng của mình với một cái mức độ và cái lý do rộng lớn á, thì những cái điều này những người vợ có thể làm giúp cho chồng được. Và với cái kiểu người đàn ông mà
cố chấp, đến bảo thủ, đến bất chấp như thế này á, thì cần có một người vợ rộng lượng hơn và cần một người thứ ba mạnh mẽ để rời bỏ người đàn ông này. Bởi vì họ là những cái đối tượng gây ra sự tổn thương cho bất cứ một người đàn bà nào đến với họ. Và người đàn bà đó mà sống mà không có chủ kiến, không có cái cách thức để mà thoát mình ra khỏi cái sự ràng buộc trong ái dục với người đàn ông này, thì người đàn bà đó lại càng khổ hơn rất là nhiều và rất là mệt mỏi với kiểu người đàn ông như thế này. Tôi hy vọng rằng qua video này tôi chia sẻ với các bạn, bạn là người thứ ba hay là người vợ mà có cái chồng theo cái dạng này, thì bạn cũng phải nên chú ý và làm tất cả mọi điều mà có thể xoay chuyển được cái cục diện xấu của chồng bạn đang tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng bạn nhé. Vì bạn là vợ, bạn có cộng nghiệp với họ. Vì bạn là người thứ ba, bạn có con với họ, hoặc là bạn là người thứ ba mà vẫn cứ cố chấp với người đàn ông như thế này, thì ngoài tiền ra, bạn nhận được những cái gì? Tất nhiên là lưới trời lồng lộng, tuy thưa có thoát, ai cũng sẽ có những cái phần lỗi và có những cái việc mà chúng ta phải trả giá khi mà chúng ta cứ cho phép mình trượt dài trong những sai lầm của bản thân. Đây là một cái video tôi nghĩ rằng sẽ mang lại ích lợi cho người thứ ba.